Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Sau những sóng gió, hiện tại hot girl 9X Lee Kuti đã có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên cậu con trai 5 tuổi. Lee Kuti tên thật là Nguyễn Khánh Linh, từng là một trong những hot girl đình đám được nhiều bạn bè Hà Thành yêu thích. Vai diễn đầu tay của cô nàng trong phim Nhật ký Vàng Anh để lại nhiều ấn tượng với công chúng. Với nhan sắc xinh đẹp, hot girl 9X cũng thử sức với làm người dẫn chương trình thiếu nhi 10 vạn câu hỏi vì sao. Hình ảnh chị ông vàng nhỏ nhắn, đáng yêu đã in sâu trong tuổi thơ của nhiều trẻ em thời bấy giờ. Mặc dù sở hữu nhan sắc và tài năng nổi bật, song Lee Kuti không gặp may mắn trong chuyện tình duyên. Sau những lùm xùm về mối tình tay ba giữa cô Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân, Lee Kuti đã quyết định chia tay, dù lúc đó cô đang mang thai với chàng cầu thủ. Sau biến cố tình cảm, hot girl 9X hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí. Mang thai khi còn quá trẻ, cộng thêm những lời bàn tán thị phi, Lee Kuti lâm vào khủng hoảng và mất định hướng. Thời điểm đó, cô nàng quyết định lên chùa để ổn định tinh thần và tạm tránh khỏi những ồn ào vừa qua. Sau những biến cố của cuộc đời, hiện tại cô nàng hot girl ngày nào giờ đã trở thành một mẹ của cậu nhóc 5 tuổi. Từ khi rời xa showbiz, cô nàng khá kín tiếng về chuyện đời tư. Mặc dù vậy, cuộc sống của cô vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đáp lại tình cảm từ người hâm mộ, Lee Kuti thỉnh thoảng chia sẻ một số khoảnh khắc đời thường của mình và con trai trên trang cá nhân. Có thể thấy hiện tại Lee Kuti đang tận hưởng cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Cô nàng đang quản lý một cơ sở làm đẹp tại Hà Nội. Hot girl Hà Thành cũng kinh doanh thêm những mặt hàng mẹ và bé để kiếm thêm thu nhập. Nhờ vào tài năng và chi tiêu tiết kiệm, vài năm trước Lee Kuti đã tự tay mua nhà và xe hơi tiền tỷ. Công việc kinh doanh của Lee Kuti tiến triển rất thuận lợi. Nhan sắc ở tuổi 31 của cô nàng khiến nhiều chị em ghen tị. Không chỉ kinh doanh giỏi, Lee Kuti còn được nhiều chị em khen ngợi về cách chăm sóc và nuôi dạy con cái. Để con không phải thiệt thòi với bạn bè, Lee Kuti luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Ngay từ khi con còn nhỏ, cô nàng đã gửi con mình vào các trường quốc tế với mức học phí khủng lên đến hàng trăm triệu đồng của năm. Cậu bé cũng được mẹ cho đi du lịch, khám phá những địa điểm sang chảnh trong và ngoài nước. Lee Kuti luôn dành hết thời gian của mình để bên cạnh con. Cậu bé sở hữu ngoại hình điển trai khi thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Giống như mẹ, bé khoai tây, tên riêng của con trai Lee Kuti, cũng sở hữu một lượng fan hùng hậu. Cậu bé sở hữu ngoại hình khá điển trai với nhiều nét đẹp được thừa hưởng từ mẹ. Bên cạnh đó, khoai tây cũng được mẹ định hình cho phong cách ăn mặc cực chất ngay từ nhỏ. Dù chỉ mới 5 tuổi, nhưng các bức ảnh của cậu bé đã khiến cho nhiều chị em đứng ngồi không yên. Hành trình nuôi con của một người mẹ đơn thân không bao giờ là dễ dàng. Những gì Lee Kuti có hiện tại là cả một sự nỗ lực và cố gắng không ngừng để vượt qua những tổn thương trong quá khứ. Cho đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên chưa từng công khai thêm một mối quan hệ nào khác. Cô tập trung toàn thời gian cho việc chăm sóc con cái và công việc kinh doanh của mình. Sau những ồn ào về chuyện tình cảm, Lee Kuti quyết định bắt đầu hành trình làm mẹ đơn thân. Trong thời gian mang thai, cô thường xuyên cập nhật những hình ảnh chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời trên trang cá nhân. Gần tới thời gian lâm bồn, nữ diễn viên khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi thông báo phải nhập viện gấp để kiểm tra sức khỏe. Hot girl viết, Lee bầu 35 tuần, Lee suy nghĩ nhiều, Lee làm việc nhiều, Lee phải nhập viện bất ngờ, Lee không thương con, Lee hư quá. Đừng như Lee, con yêu hãy ngoan ngoãn ở trong đó 3-4 tuần nữa đủ tháng đủ ngày rồi hãy ra hẳn với mẹ. Con nhé, đừng làm mẹ lo lắng. Đó là những chia sẻ của Lee Kuti vài năm trước đó. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.